Nhìn bữa cơm gia đình thì lại nhớ tới những người thân của mình. Nhưng mà Duy sẽ neo cái cảm xúc đó để ăn trong cái bữa ăn này. Anh mời em ăn cơm. Đây là hoàn toàn là những món cơ bản nhất, những món truyền thống trong một mâm cơm truyền thống Bắc Bộ của Việt Nam. Thì nó sẽ có không thể thiếu được, là những cái món mình sẽ luôn nhớ tới đầu tiên khi nhắc đến cơm mâm gia đình của Bắc Bộ. Vâng. Nó pha trộn giữa màu xanh của hành, màu đỏ của ớt và những cái miếng thịt ba chỉ. Nhìn thì đúng là ba chỉ rồi, có những cái mỡ ớt đúng không ạ? Đầu tiên là lưỡi nó có cái cảm nhận trước, đó là cái vị của cái nước hàng ngọt ngọt, gọi là cơm mẹ nấu đúng không? Dạ vâng. Mẹ nấu mà là không ăn hết là mẹ sẽ cho ăn đòn đấy. Cà pháo ăn với canh cua thì cơn gió của đồng lúa tự dưng nó sẽ thổi vào đây thôi. Qua lời của anh Duy miêu tả. Duy xin được chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với đoạn giao giữa phố Tuệ Tĩnh và phố Nguyễn Bình Khiêm. Lúc này là buổi trưa và Duy đang đứng ở đây. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những chiếc lá rơi và làm lòng mình xao xuyến. Có một bạn ý theo dõi kênh của Duy và có lời mời Duy tới trải nghiệm. Thưa quý vị, phố Tuệ Tĩnh nằm ở quận Hai Bà Trưng và nó cách bờ hồ khoảng tầm hơn 2 km thôi, rất là gần. Đi vào trong đây thì các tuyến phố như bàn cờ và tuyến nào cũng là phố. Ở đây thì chúng ta không bắt gặp một tuyến phố nào mang tên đường cả. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái món ẩm thực từ sáng tới tối, từ xôi, bánh mì, bún đậu mẹt. Đấy, bởi vì khu vực trung tâm này thì rất là nhiều những văn phòng làm việc. Thời điểm này Duy đi thì nó lại hơi ngược đời một chút. Đó là ngày thứ bảy, buổi trưa thứ bảy, chủ nhật. Văn phòng đa số là họ nghỉ việc thời điểm này, cho nên là chúng ta sẽ không thấy cái sự nhộn nhịp cho lắm. Chính vì những cái ngày như thế này thì những cái bạn chủ nhà hàng bạn mới có thời gian mời Duy đến để trò chuyện, để nói chuyện. Còn những ngày thường chắc là bận mải thì họ sẽ không có thời gian dành cho Duy. Và cái quán mà Duy muốn giới thiệu với quý vị đó là cơm cuốn vị quê mẹ nấu. Nói đến đây chắc là quý vị đã hình dung ra món ăn ở trong đây. Nhưng mà nói đến cơm thì có rất là nhiều những quán ăn mở theo nhiều hình thức. Và đó là điều đặc biệt của ẩm thực Hà Nội. Hôm nay Duy mời quý vị cùng Duy trải nghiệm vào trong đây để xem là trong đây bán những gì và họ như thế nào nhé. Chào em. Em anh có hẹn với lại bạn chủ bên mình nhé, thì cho anh gặp nhé. Phải không em? Dạ vâng. Chúng ta có thể thấy là những cái bạn shipper rồi những thực khách ở đây, Duy thấy là có người Trung Quốc nên là giọng nói của họ khá là ồn. Cái cảm nhận của Duy thì cái khay ăn uống này ở phía sau Duy đây giống như là một cái dàn buffet, rồi nó lai lai giữa những cái quán cơm bình dân cũng có những cái khay này như thế. Dành cho em. Dành cho anh ạ. Em có thể trò chuyện với anh một chút, cũng như là trước khi trò chuyện thì em có thể giới thiệu về không gian quán cũng như là đồ ăn của em. Dạ vâng, hiện tại thì quán sẽ phục vụ tầng 1 và tầng 2. Nên sức chứa sẽ khoảng tầm 25 đến 30 khách hàng trên một tầng. Vâng. Thì thường là đây cũng là giờ cao điểm của bên em rồi, nên là lượng khách hàng sẽ dồn vào, cũng như là kể cả đơn ship đi chung nó cũng khá đông. Giờ thì cũng hơi bị vội một chút đấy, nhưng mà cũng cố gắng là sẽ sắp xếp thời gian để được trực tiếp anh em mình
trò chuyện với nhau. Đấy, em cũng rất là vui vì hôm nay anh đã tới đây để trải nghiệm quán và không gian này với em. Sự đầu tiên anh vào trong quán ấy, anh thấy là không gian quán là giống như một nhà hàng, nhưng mà khi vào ở bên phía tay phải của mình thì lại có một cái quầy cơm giống như là cơm buffet đấy. Anh cũng khá là tò mò với lại cách bày trí, cũng thấy có cả khách nước ngoài nữa. Dạ vâng, thì thật ra tình huống bên quán của em thì là cơm gọi món và hướng về cơm đồng quê Bắc Bộ và truyền thống nhất. Thế tuy nhiên là do thường xuyên thì đối với mô hình này thì đến giờ cao điểm ấy, thì lượng khách vào rất nhiều. Nếu để phục vụ được cái việc là cho cái thời gian cho khách hàng ra món thật nhanh nhưng đồ vẫn tươi mà lại không phải là nấu sẵn, đến thì mới nấu, thì thực ra là cái điều rất là khó đảm bảo. Nên em thì em đã sắp xếp một cái quầy nóng để có những cái món truyền thống nhất để hướng cho khách hàng là giảm rút ngắn cái thời gian ăn có thể chờ. Hiện nay thì như em được biết thì các mô hình về cơm truyền thống này thì thời gian chờ khá là lâu, thế nên là cái này thì sẽ giúp khách hàng giảm ngắn đi cái thời gian chờ một số cái món cơ bản. Như thế này tức là ở phía dưới của cái khay là được ủ nóng, là tủ nóng, nước đun sôi ở dưới nên đồ ăn luôn luôn có cảm giác như là mình vừa nấu xong, nó sẽ nóng và rất là ngon. Anh thấy hay đấy. Em có thể là đến để chia sẻ giúp anh những cái món ăn. Dạ vâng, em mời anh. Hiện tại ở khay thì mình chỉ có những cái món cơ bản nhất là khoảng tầm 12 món. Thế còn đó là chủ yếu là lượng món đặc biệt hay là những cái món chắc chắn là phải đến nơi mới làm thì sẽ chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ chuẩn bị xong. Cái lượng món trong một buổi ở bên nhà em ra thì nó sẽ liên tục, khách hàng vào liên tục thì có thể là đây một lát nữa là hết xong thì bọn em lại làm xuống chứ không làm quá nhiều, để cho nó đảm bảo cái việc là đồ ăn luôn là tươi mới và vừa là làm xong. Hôm nay em sẽ mời anh món gì? Hôm nay thì em sẽ mời anh những món đặc biệt nhất của bên nhà hàng mà mọi người thường xuyên lựa chọn, đó là những cái món truyền thống Bắc Bộ nhà mình, gồm là cá chấm kho tộ, cơm sườn xào chua ngọt, ba chỉ rang, canh cua, cà pháo. Đây là những món cực kỳ truyền thống và đây cũng là cái món là nét chính ở bên nhà em. Vâng. Ví dụ như là anh đi một mình ấy, cái suất cơm bình thường ấy, vâng, thì là dao động đi một mình thì thực ra với mức giá anh em cực kỳ dễ tiếp cận luôn, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 50 cho đến 80 nghìn trên một khách hàng. Mà anh vẫn được trải nghiệm một cái không gian và cái phong cách phục vụ của nhà hàng. Nếu mà 50.000 thì là gồm những món ăn gì, chắc là gọi ra đĩa riêng. Thực ra vẫn sẽ là những cái món như vậy thôi. Nhưng mà thường thì những khách hàng họ sử dụng, họ ăn ít hơn một chút thì cũng chỉ đến mức giá đấy. Đấy, còn ví dụ như mình đi hội nhóm, đi đông, mình muốn trải nghiệm rất là nhiều các món khác nhau, gọi thật nhiều món các thứ thì có thể là mình sẽ gọi món. Gọi món thì bên nhà em sẽ dao động vào khoảng từ 90 cho đến khoảng 110.000 trên một khách hàng. Đấy, còn nếu như anh đi ăn cá nhân thì quá là tiện rồi, mình sẽ tính trên đúng cái khẩu phần mình ăn thôi. Đó. Anh thấy ở ngoài quán em tên là quán cuốn. Vâng, cuốn. Cuốn là thế thì tại sao? Cuốn là trong từ cuốn quýt. Dưới góc nhìn của em, trong cái hương vị của một bữa ăn đồng quê, nó là sự cuốn quýt của gia đình. Như anh em mình đi ăn thì sẽ đi ăn cùng gia đình, hay là đi ăn cùng hội nhóm, bạn bè. Thì nó sẽ là những cái mình là một cái thời gian mình tập trung để gần nhau. Đấy, thì bây giờ em xin mời anh qua bàn, mình lại xem qua một chút về menu bên em. Thưa vị, Duy thấy là quán cơm này đã đưa sự gần gũi của cơm bình dân lên một cái tầng cao mới, vừa về không gian lẫn cách thưởng thức cũng như là cách chế biến của món ăn. Em giới thiệu với anh đây là menu của bọn em. Vâng. Ở trong menu này thì hiện tại bên nhà em đang có khoảng 70 món ăn và khoảng tầm 60 lẩu đó. Vâng. Thì đối với các món ăn truyền thống Bắc Bộ hiện tại nhà em có đầy đủ. Nếu mà những món mình không thấy có ở khay thì hiện tại là nhà em vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng khi anh đến anh gọi món để tiếp đãi bạn bè, hay là một cái dịp gặp gỡ tiếp khách hay là gì đấy thì mình cũng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đấy, đây là một cái điểm khá là đặc biệt trong cái phần truyền thống này. Thì cái lượng món này em sẽ chia ra từ món lợn, gà, bò, chính là có hải sản. Đó, hải sản.
cá chấm kho hay là những cái món như là sườn xào ba chỉ, thì những cái món khách hàng rất là hay, rất là ưa chuộng, nên là bên này em sẽ làm sẵn đó, các món đậu, các món ếch đấy, hay là rau. Rau thì bên nhà em thì chọn rau su su, vì rau su su mềm ngọt và rất là dễ ăn, nó cũng là rau đến từ vùng quê hương của em, Vĩnh Phúc. Vâng, đấy, ngoài ra thì bên nhà em cũng có những cái món rau như này và các loại canh khách hàng chọn, sẽ có 5 món canh chính cộng với các cái món canh từ việc từ rau luộc. Vâng, đây là các món lẩu và đồ uống. Vâng. Vâng, thưa quý vị, Duy cũng khá là thèm rồi. Khi mà nhìn thấy cái mâm cơm mà Thắng mời Duy được mời tới, cho nên là Thắng muốn trình diễn gọi là một số những cái món ăn đặc trưng trong bữa của gia đình. Thì Thắng có thể chia sẻ cho mọi người những cái món ăn trên bàn này của mình được không? Vâng, thì em xin giới thiệu với anh, đây là hoàn toàn là những món cơ bản nhất, những món truyền thống trong một mâm cơm truyền thống Bắc Bộ của Việt Nam. Thì nó sẽ có không thể thiếu được, đây không thể thiếu được, đó là canh cua, cà pháo đó, hay là ba chỉ rang, cá chấm kho, những cái món mà luôn hiện hữu trong cái bữa ăn truyền thống của người dân Bắc Bộ của mình. Đây là những cái món mà em muốn giới thiệu với anh, là những cái món mình sẽ luôn nhớ tới đầu tiên khi nhắc đến cơm mâm gia đình của Bắc Bộ. Vâng, thưa quý vị, qua Thắng chia sẻ thì Duy thấy rằng bình thường nếu mà ở gia đình thì chúng ta chắc là chỉ có một sự kiện nào đó thì mới có những cái bữa cơm như thế này, nhưng mà đến với lại quán ăn, trong một bữa ăn ở quán thì chúng ta có thể chọn được rất là nhiều những món ngon mà chúng ta nghĩ tới đều có thể gọi được. Còn nếu mà ở quê hoặc là về nhà, có khi là bình thường muốn ăn thì cũng phải mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà lại không đủ món nữa, đúng không? Mà trời xịt. Anh vơi thôi. Ngày xưa là các cụ đi đồng nên làm với ăn đầy. Cảm ơn em. Đây nước gì đấy em? À, đây là trà xanh hạt chia. À, trà xanh hạt chia. Thank you em. Vâng, thưa quý vị, không biết là quý vị khi mà xem tới đây thì quý vị có cảm xúc gì? Nhưng đối với Duy, trước khi ăn cơm trong một bữa cơm gia đình thì mình phải mời những người cao tuổi trước, đúng không ạ? Mời bố, mời mẹ. Nếu mà nhà có ba đời sống cùng chung với nhau thì mời ông, mời bà. Nhìn bữa cơm gia đình thì lại nhớ tới những người thân của mình. Nhưng mà Duy sẽ neo cái cảm xúc đó để ăn trong cái bữa ăn này. Anh mời em ăn cơm. Vâng, anh thử, em mời anh thử món cá chấm cua tộ nha em. Thì nó sẽ rất là ngon khi mà mình thưởng thức thêm cá cùng với cả cái nước cá chấm kho ấy. Sẽ đảm bảo được cái vị ngậy và vị ngon nhất của miếng cá, đúng với cái chủ đích mà cái vị của người bếp trưởng sẽ hướng tới cho khách hàng trải nghiệm. Đó, nhiều khi mọi người ăn thì mọi người sẽ không sử dụng vào nước sốt vào, nhưng mà đôi khi để chúng ta cảm nhận được cái sự đầy đủ gia vị, nó ngon nhất của hướng của bếp trưởng hướng tới, thì chúng ta nên sử dụng cả gia vị đó vào cả cơm để đảm bảo thêm miếng cá nó sẽ ngon nhất. Thưa quý vị, không biết là ý đồ của Thắng như thế nào mà trước khi dùng cơm Thắng mời Duy luôn cá chấm kho tộ. Ồ, thế này là em định là không cho anh ăn món gì nữa nè. Duy mời quý vị nhé. Thì cá kho vừa phải, ăn không cũng được. Và anh thấy là thịt rất chắc và có cái vị ngậy. Cái này chắc là kho cùng với lại thịt ba chỉ đấy nhỉ. Đấy là anh đoán thế. Tức là cảm giác ăn nó ngậy, mềm, nhai kỹ, bùi đó. Và ăn kèm với cơm nữa quý vị nhá. Có một chút cái nước được dưới lên nữa. Thank you.
tuyệt vời. Cái gì nó rất là gần gũi. Rất là gần gũi, chính xác. Nếu mà là người ăn dè thì chỉ cần một cái khúc bé này thôi là hết bát cơm rồi. Đúng rồi. Ừ, tuyệt vời đấy. Chỉ ăn cơm với lại cái nước của cá kho này thôi thấy là đậm đà và ngon rồi. Cảm giác như là những cái tinh chất ra thì quả cá nó đã ra hết đây. Cái vị riêng cay thơm ngon. Em ăn món cá này gần như là mỗi ngày. Gần như là mỗi ngày. Mà em vừa mời anh xong em cảm thấy thèm luôn. Em cũng cảm thấy thèm luôn và em cũng phải làm một miếng để mở đầu bắt cơm. Hôm nay thì buổi trưa thì cũng để tiếp anh cũng hơi gấp gáp và hơi vội. Bởi vì là em đang có một dịp, đó là buổi trưa ngày hôm nay là cung cấp đồ ăn cho các cán bộ nhân viên, tình nguyện viên của chương trình tiếp đoàn ASEAN giao lưu văn hóa ẩm thực và du lịch của Việt Nam với các đoàn ASEAN đang tổ chức ở nhà hát Múa Rối Trường Chinh. Thì bên nhà em thì cũng may mắn là được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn quán của mình là bên cung cấp đồ ăn cho chương trình. Đó, thứ nhất là trước mắt là cán bộ nhân viên, thứ hai là tiếp đoàn. Tiếp đoàn thì sẽ sử dụng là một cái mẹt gà. Mẹt gà thì sẽ có các cái món gà của Việt Nam mình, gà nướng này, hay là gà luộc, hay là xào xả ớt, vân vân, lòng mè xào. Đấy, bên cán bộ bên nước, cán bộ bên nước ngoài ASEAN họ cũng muốn thưởng thức cả những món như vậy luôn. Đó. Và nghĩ là nếu mà để mà được chọn vào tiếp khách nước ngoài mà đại diện ẩm thực của Việt Nam thì chắc là bọn em phải có cái sự kết nối hay là như thế nào mà lại được chọn như thế? Thật ra thì đây là một chương trình lớn, chương trình do bộ tổ chức. Thì nếu mà để bên nhà em có thể kết nối và tham gia được thì em nghĩ là chưa đủ cái khả năng. Nhưng tuy nhiên thì có thể các cán bộ có ăn cơm nhà em thì cũng nhiều người, tức là thì họ sẽ giới thiệu, họ giới thiệu thì cũng vô tình thôi, hoàn toàn vô tình thì cũng gọi điện cho em bảo là muốn đặt trường vấn đề là cung cấp và để cho bên nhà em một cái kiosk đó để giới thiệu. Thì thực ra là cả một chương trình như vậy chỉ có hơn 10 bên thôi, hơn 10 bên thì có thể là những cái món như là nổi tiếng Việt Nam như là phở, bánh mì. Đấy, và một số cái món khác nổi tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thì cái mâm cơm này thì lại bên em may mắn là được chọn mâm cơm truyền thống. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra để mà khoảng 5:30 chiều thì mọi người sẽ tới để thưởng thức ở cái kiosk nhà em. Còn buổi trưa ngày hôm nay thì mọi người các bên cán bộ của các đoàn sẽ ăn trước. Đấy, còn chiều mọi người thì rất là đông, khoảng tầm hơn 100 người thôi. Đó, thì cũng rất là may mắn được lựa chọn. Thì có thể là cái vị và cái chất lượng mình đã hoạt động của quán mình trong vòng 1 năm ấy, thì có những cái khách hàng người ta rất là yêu thích và vô tình thì mình được chọn vào những cái chương trình như thế thì bên em cảm thấy rất là vui. Anh tin cái lời em nói là điều đấy, nhưng mà anh cũng muốn chứng thực em có nói chuẩn hay không thì cho anh xin những cái hình ảnh tư liệu của nhà hàng em ở trong cái hội nghị đấy. Dạ vâng. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ bên em sẽ có mặt ở đó, kiosk để giới thiệu đến những cái món cơm Việt Nam, cơm Bắc Bộ tới các cái cán bộ bên nước ngoài của ASEAN để tới để thưởng thức. Thì bên em sẽ ghi hình và sẽ gửi đến anh cùng xem đến những cái video đó. Cũng rất là tự hào để giới thiệu những cái này đến với bên nước ngoài để mở rộng cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Vâng. Vâng, thưa quý vị, Duy cũng khá là bất ngờ khi mọi người xem tới đây chắc là lại nói là ông Duy này lại PR hay là cái gì đó. Nhưng thực sự thì Duy cũng được Thắng mời tới và đây là những cái chia sẻ thật của Thắng. Và đặc biệt hơn nữa, dù Duy dùng những từ ngữ nó hoa mỹ miều tới đâu ấy thì nó cũng không bằng cái sự trải nghiệm thật, được ăn những cái món ăn thật. Và anh đã thấy là bắt đầu muốn đến cái món cá này đấy. Bây giờ chuyển sang món khác. Tiếp theo thì em xin mời anh thưởng thức. Em cứ để anh tự nhiên. Vâng, món ba chỉ giang. Đây, ba chỉ giang quý vị ơi. Nhìn đầu tiên đó là được trang trí dưới cái nền của cái đĩa hoa văn rất là giản dị và có gì đó nó hướng tới sự hoài cổ đúng không ạ? Và màu sắc nó pha trộn giữa màu xanh của hành, màu đỏ của ớt và những cái miếng thịt ba chỉ, nhìn thì đúng là ba chỉ rồi, có những cái mỡ ớt đúng không ạ, trông khá là hấp dẫn. Xin mời quý vị anh mời em nhé.
Đầu tiên là lưỡi nó có cái cảm nhận trước, đó là cái vị của cái nước Hàn ngọt ngọt. Và món này thì nó cũng vừa phải, cái độ mặn thì nó mặn hơn với lại cá kho tộn một chút thôi, nhưng mà có thể ăn trực tiếp được. Và cái miếng thịt ba chỉ rang ấy, nó cảm giác ấy nó sẽ ở lưng chừng giữa kho và hầm, tức là nó có cái độ, vẫn có cái độ sâu ở với lại cái giống như là khi mình cắn vào ấy, nó có cái đàn hồi của miếng thịt nó chống lại, nhưng mà một cái lực tác động rất là nhỏ của răng thôi, nó cũng tôi cảm nhận khi cảm anh thưởng thức đồ ăn rất là thú vị. À không, đây là cái chia sẻ thật của anh. Thì Duy cảm thấy là nó, tức là khi nhai cái miếng thịt ba chỉ này sẽ tạo ra cái tiếng kêu. Ngon em ạ. Ba chỉ mà ăn với cơm nữa thì thôi khỏi phải bàn. Cái này đi cơm. Sườn xào chua ngọt. Riêng đối với sườn xào chua ngọt, cái vị nó sẽ thẩm thấu rất là sâu, mềm. Và cái vị của sườn xào chua ngọt thì rất là ngon. Nó ăn sẽ hơi hướng với cả hầm hơn, như anh vừa chia sẻ. Và nếu anh thấy là cũng đây không phải là trang trí nữa rồi, mà đây là những cái nguyên liệu để chế biến cùng, đúng không? Bằng mắt thường thì nhìn thấy là có đĩa này là hoàn toàn là nhân viên thì em gấp ra như nào, đang để nguyên như vậy, để nguyên như thế, không trang trí một chút nào. Ô thế này chưa trang trí một chút nào luôn. Thế là nhân viên của quán em cũng chuyên nghiệp đấy. Dạ vâng. Đây là gấp trong trạng thái các bạn ấy cũng vừa rồi cũng rất là đông khách, vâng. Bị dồn khách thì đây nó hoàn toàn là sẽ đúng thực tế nhất khi mà khách hàng tôi trải nghiệm, không có trang trí hay là phát động gì cả, hoàn toàn là tự nhiên. Từ đây anh cũng có thể nhìn thấy là hương vị để tạo ra cái món này, đó là hành tây này, rồi dứa này, hành ta, đúng không? Đó, cả hành khô lẫn hành tươi nữa. Còn quan trọng nữa là cái nước này, nước này nó rất là kích thích ăn cơm quý vị này. Khi mà mình ăn cũng như em chia sẻ, khi mà mình ăn thì nó sẽ có cả nước vào trứng tiên miếng thịt, nó sẽ ngậy, nó sẽ rất là ngon, sẽ sâu hơn. Đây là một trong năm món bán chạy nhất của bên nhà em từ khi mở đến bây giờ, luôn luôn làm nó top đầu. Thực ra nói vui với lại mọi người cũng như là em là những cái món này mình có khi chỉ cần thìa thôi, mình múc một chút nước sốt ở đây là mình có thể là đánh giá được là cái món ăn nó ngon như thế nào và nó thật vị nhất. Thì sườn đây thì không biết là bên quán Quả Thắng có chọn lựa hay không, nhưng mà nó sẽ gần như là cái phần thịt rất là nhiều, chúng ta không nhìn thấy những cái cục xương nó to hơn phần thịt. Xin mời quý vị. Sườn đây cảm giác ăn ngon đấy, nhưng mà cảm giác nó không được mềm. Vâng, tại vì anh em cũng có cuộc trò chuyện trước đó, khi mà sườn ra sẽ thường là mình nấu xong để ngon nhất là mình sẽ nên ăn luôn sau khoảng tầm tối đa 5 phút. Đây là mình nó có cả gió ở quạt, nó sẽ bị khô đi một chút rồi, nên vị nó sẽ lệch đi một chút so với cái chủ đích nấu của bếp trưởng. Anh mình để hơi lâu một chút thì ăn nó cũng sẽ có đánh giá, nó sẽ khô hơn. Nó sẽ khô hơn. Đấy quý vị ạ, quý vị có thể thấy là đi review đồ ăn, mọi người nhìn trên hình ảnh cứ nghĩ rằng được ăn ngon, nhưng mà nếu mà mải review, mải nói chuyện quá thì ăn đồ ăn nó sẽ nguội đi, thì nó cũng sẽ mất đi một sự ngon của chính cái bản thân Duy là người trải nghiệm. Đây thưa quý vị, đây là bê xào cần tỏi. Duy mời quý vị xem nào. Em mời em. Thịt bê mềm. Anh ăn có một cái miếng da nữa. Vâng. Ăn nó sần sật rất là thích, thơm.
nó mang lại cho mình một cái cảm giác khác với cái việc mà mình ăn bò xào nhiều, nó sẽ khác đi. Nhà em sẽ, nếu mà nói về món bò bê thì nhà em sẽ chú trọng nhất là bê xào, và mình sẽ để cả phần da thì ăn nó sẽ nhai, nó sẽ giòn và giật, cảm giác ăn nó rất là ngon. Đây thưa quý vị, ở đây là có món rau cải bắp. Món cải bắp thì là một cái món rất là gần gũi với mọi người. Thôi Duy sẽ không review cải bắp nữa. Duy đã ăn thưởng thức gần như là đủ các món có mặt ở trên bàn đây rồi. Bây giờ mình cho món cuối và cũng để kết thúc video, đó là ăn canh cua. Canh cua và theo cái logo của bên em kia thì gọi là cơm mẹ nấu đúng không? Dạ vâng. Mẹ nấu mà là không ăn hết là mẹ sẽ cho ăn đòn đấy. Xin mời quý vị nhé. Đấy, bát canh cua chúng ta có thể nhìn thấy là nó có sự hòa trộn giữa màu sắc của ngay cái gạch cua này, phần trắng rồi phần nâu, rất hòa hợp luôn. Duy mời quý vị nhé, mời em. Khả năng em phải chia sẻ cho anh cách làm cua này. Thưa quý vị, anh nghĩ là làm thế này chắc là chỉ nhiều cua thì mới có cái vị ngọt rất là đặc trưng của canh cua này. Thật ra thì để một bát canh cua ngon thì người đầu bếp trưởng cũng phải cần có những cái trình độ riêng về cơm Bắc Bộ. Từ cái việc là mình chọn lọc rau, lẫn cái việc thời gian mình đun gà to hay gà nhỏ, thời gian là bao lâu, thì họ sẽ tùy, họ sẽ tính làm sao để cho cái phần rau nó mềm một cách hợp lý nhất. Nếu mà hơi quá lửa một chút nó cũng sẽ là nát, rau nó sẽ nát, hay là nấu nó chưa tới thì cảm giác rau nó sẽ át đi cái phần vị của cua, và ăn nó cũng không được ngon. Đây là nhà em cũng phải thử đi thử lại rất nhiều lần để chọn ra cái việc là công thức mình nấu làm sao canh cua này, kể cả về thời gian đun, chọn lựa rau và cái khẩu phần cua cho hợp lý. Không phải mình cứ cho nhiều là sẽ ngon, nó không phải cứ cho nhiều là sẽ ngon, vì nhiều khi nó sẽ bị ngậy quá, nhiều cua quá, nên là mình cũng phải tính cái phần này để mình ăn làm sao nó cảm nhận nó vừa đủ, nó sẽ rất là ngon, mình ấn tượng và mình muốn được ăn cho những lần tiếp theo. Đó là cái mà rất là cầu kỳ đấy anh ạ. Đấy, quý vị có thể thấy không, những cái món ăn cực kỳ đơn giản nhưng mà để bán hàng cho thực khách thì nó phải đưa lên một cái tầm nghệ thuật rồi. Rất tuyệt vời đấy quý vị ạ. Duy mời quý vị ăn miếng cà. Cà để lâu nó thơm với đầu đẹp nhỉ? Vâng. Cà pháo ăn với canh cua thì cơn gió của đồng lúa tự dưng nó sẽ thổi vào đây thôi. Qua lời của anh Duy miêu tả làm cho cái bữa ăn, làm cho nhiều món ăn nó rất là có hồn luôn. Không em ạ, anh rất có hồn. Anh thì ăn theo cái vừa bằng mắt và vừa bằng cảm xúc nữa. Và đặc biệt nữa ngồi với lại em nữa, là một người cũng vừa là chủ nhà hàng và nấu những cái món quê, thì chắc là em cũng sẽ có sự đồng điệu về quê hương. Và nếu mà trong quá trình Duy nói, cái cảm xúc của Duy nó hơi vượt quá cái gì đó mà quý vị suy nghĩ thì quý vị thông cảm. Nhưng mà đối với Duy đây là một trong những trải nghiệm rất ấm cúng với cá nhân Duy. Và với các cái món ăn thì phù hợp với gia đình, phù hợp với du khách, phù hợp với lại những người mà làm văn phòng mà muốn tìm những cái quán cơm nó vừa giản dị nhưng mà nó mang đậm cái chất quê hương, thì quý vị hãy đến thử như Duy để có những cảm nhận. Em có thể chia sẻ về cái địa điểm của quán em cũng như là cái thời gian bán được không? Địa điểm của quán em là ở 75A Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, gần Vincom Bà Triệu, cũng gần Vincom Bà Triệu và công viên Thống Nhất. Thì thời gian bán thì buổi sáng sẽ là từ 10 rưỡi sáng cho đến 2:30 chiều, còn buổi chiều thì sẽ từ 5:00 chiều cho đến 9:00 tối. Đó. Em ơi, cái giá của bữa của anh em mình đang thưởng thức đây là bao nhiêu? Hôm nay thì em mời anh
khá là nhiều món. Vì mọi người có thể thấy là dù anh em có thể ăn đến 3 bát cơm chắc cũng không thể hết cái lượng đồ ăn như này. Nên là nếu mà để vào giá bữa này thì sẽ cao hơn cái mức trung bình như mà em chia sẻ đầu clip. Nhưng mà thực ra thì để trung bình khách hàng ở đây đến ăn với nhà em thì để mà cơm mâm gọi món ra, mình đi từ 2, 3, 4, 6 hay 8 người thì chỉ dao động vào tầm 90 cho đến 110 nghìn trên một người. Vâng. Còn nếu mà mình đi một mình hay đi hai người, mình ăn đĩa hay ăn đơn giản thôi. Ăn đơn giản vì mình không quá cầu kỳ, phải là bày một mâm cơm hay là quá nhiều món ăn. Mình chỉ muốn hướng tới những món chủ đạo nhất, ấn tượng nhất như ba chỉ rang, cá kho hay sườn xào hay là canh cua, cà pháo. Thì thực ra đối với khách một ăn nhà em thì mức giá rất là hợp lý. Nó sẽ chỉ dao động từ 50 đến 90 nghìn một trên một người. Anh thấy không gian này hòa trộn giữa hiện đại một chút, gọi là ở Hà Nội xưa một chút. Thế thì đối tượng khách của em mà em hướng tới thì... Đối tượng khách hàng của em hướng tới là những người trẻ nhưng vẫn yêu cái việc mâm cơm gia đình. Những cái nét truyền thống nhưng nó không bị quá cổ kính hay là mộc mạc quá, để mình dễ có cảm giác là sẽ bị một màu hay là chán, mà nó vẫn có hơi hướng một sự hiện đại để cho mình vẫn nhớ đến những cái nét Bắc Bộ, những cái nét cơm truyền thống nhất. Mình vẫn cảm thấy yêu thích và cảm thấy khi mình thưởng thức những bữa ăn như thế nó vẫn là rất là đặc biệt, không thua kém về những cái món hiện đại như bây giờ, mà nó luôn luôn nằm trong cái tâm trí và cái hướng ăn uống của mình mỗi ngày. Đấy thì cái mà em đang hướng đến là như thế. Khách hàng ở đây thì thực ra kể cả những khách hàng là các cô các chú đi, họ vào họ thấy rất là ấn tượng bởi vì những cái concept về nhà hàng bên em nó cũng rất là trẻ trung, mang lại những cái rất là đặc biệt cho khách hàng đó. Thì cái em đang hướng tới là như thế. Nói chung là có thể là vẫn đa dạng khách hàng bình thường, mọi người vẫn có thể đến đa dạng và có một cái nét riêng ở bên nhà hàng. Quán em mở ở đây được lâu chưa? Em mở đã tròn 1 năm rồi. Tròn 1 năm rồi. À, khách hàng có đến đều không? Khách hàng thì đấy, như anh thấy hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường như mọi khi thôi. Em có cả khách nước ngoài, có cả khách hàng trẻ. Thì bình thường giờ cao điểm thì nhà em luôn luôn là full tầng 1 và tầng 2. Buổi tối thì có thể vắng hơn một chút. Buổi tối thì có thể vắng hơn một chút, nhưng mà trưa thì thường là sẽ là full. Anh em có nghe thấy cái sự phản hồi tại sao họ tìm đến quán của em không? Đối với khách hàng nước ngoài thì họ sẽ yêu thích đúng cái chất của món ăn Việt Nam. Họ sẽ lựa chọn em vì cái chất món ăn Việt Nam nó có đầy đủ những cái món mà họ muốn khám phá về ẩm thực Việt Nam đồng quê. Đó thì nhà em sẽ có đầy đủ những món đó để họ tới. Và đương nhiên là cái vị thì đối với họ sẽ là vị rất là mới mẻ. Nên là mới mẻ đối với họ thì nó sẽ luôn là đặc biệt. Đấy, dù nó món mỗi một món thì họ sẽ có một cái mỗi một đất nước, một cái vùng miền họ sẽ có một cái gu ăn uống khác nhau. Nhưng khi họ tới họ chủ đích để thưởng thức cái món ăn của Việt Nam thì chắc chắn là họ luôn 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 cảm thấy nó rất là đặc biệt và hào hứng, giống như mình đi ở bên nước ngoài mình thử trải nghiệm một món gì đấy bên nước họ đó. Thì đấy là cái mà bên nhà em thì cũng có rất là nhiều khách nước ngoài và kể cả khách trong Sài Gòn, họ đi du lịch trong đây họ cũng tìm kiếm qua các cái kênh như là Google Maps hay là các cái kênh review hay các kênh quảng cáo hay là giới thiệu đó. Anh chào Thắng nhé. Vâng, cảm ơn em nhiều. Em cảm ơn anh vì hôm nay đã tới trải nghiệm các cái món ăn ở bên quán nhà em. Chúc em ngày càng phát đạt. Vâng, cảm ơn em nhiều. Chào anh. Vâng, thưa quý vị, một trải nghiệm có lẽ là Duy rất là nhớ khi tới nơi đây. Và khi ăn xong cơm bữa thì trời đã đổ cơn mưa xong, thời tiết rất là mát mẻ, đường được phản một ánh sáng của bầu trời nhiều mây. Đi về phía này thì chúng ta sẽ tới khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu để ra công viên Thống Nhất. Còn đi về hướng này thì chúng ta sẽ đi ra những cái đoạn giao phố Huế và khu vực Chợ Rời. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy cũng như là gợi ý cho Duy những địa điểm mà quý vị muốn Duy tới khám phá và trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video.